Nhận được nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, vào lúc 9 giờ 20 phút ngày 15 tháng 11, Công an xã Phong Thạnh Tây, thị xã Giá Rai tiến hành kiểm tra bắt quả tang 7 người đang tụ tập đánh bài ăn thua bằng tiền tại ấp 3. Tại thời điểm đó, có 7 người cùng tụ tập đánh bài ăn thua bằng tiền, gồm Nguyễn Thanh Tâm, sinh năm 1973, có hộ khẩu thường trú tại ấp 4, Hồ Công Minh, sinh năm 1974, có hộ khẩu thường trú tại ấp 12, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long, Lê Văn Hòa, sinh năm 1945, Đoàn Giang Bé, sinh năm 1987, Võ Văn Văn, sinh năm 1957, Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1968, Lâm Hải Đăng, sinh năm 1986, cùng có hộ khẩu thường trú tại ấp 3, xã Phong Thạnh Tây, thị xã Giá Rai. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ các tang vật gồm số tiền mặt là 1.290.000 đồng, hai bộ bài tay loại 52 lá và nhiều tang vật có liên quan. Qua đó, 7 đối tượng trên đã bị lập biên bản vi phạm và mời về trụ sở công an xã để làm việc. Tại đây, các đối tượng đã thừa nhận hành vi đánh bài ăn thua bằng tiền. Đồng thời, công an xã Phong Thạnh Tây cũng đã ra quyết định xử phạt hành chính mỗi đối tượng là 1.500.000 đồng.